sẽ nói về một cái chủ đề liên quan tới cái phần tóc mái. Thì tóc mái thì Hạnh cũng ở đó có cái phần chia sẻ để như thế nào cho nó phù hợp. Thì hôm nay Hạnh sẽ không nói về cái phù hợp mà Hạnh sẽ nói về những cái tình huống, những cái mái nó rất là khó đối với chúng ta lựa chọn cái mái. Thì mái tóc nó có thể là ảnh hưởng tới cái khuôn mặt của mình, tại vì cái mái nó sẽ quyết định cái khuôn mặt của mình nó đẹp hay không ở tới 80%. Tại vì phần mái là cái phần liên quan tới cái khuôn mặt. Vì chúng ta nhìn với nhau thì nhìn vào khuôn mặt, thì cái khuôn mặt là gần cái mái nhất, nên là cái mái, cái tầm ảnh hưởng nó quan trọng hơn là cái phần tóc sau, nó là như vậy. Và cái mái thì nó có rất là nhiều dạng. Thứ nhất là mái xéo, thứ hai là mái so le xuống, thứ ba là mái hất dài, hoặc thứ tư là mái hất ngắn, hoặc có những cái tóc mái đó chỉ có hai cọng như thế này thôi, có hai cọng mái như thế này thôi, thì đó cũng là một cái kiểu tóc mái. Thì tóc mái nó rất là nhiều kiểu, nhưng để tóc mái như thế nào và cái cách mà chúng ta xử lý những cái mái khó là như thế nào, thì hôm nay Hạnh sẽ trích trong một cái phần mái khó là những cái tình trạng tóc có cái xoáy ở cái phần trước mái, hoặc là những cái tóc mà nó mọc ngược lên. Các bạn có thấy những cái tóc mà của mình mà nó có cái phần, ví dụ như cái tóc của mình đi, là nó đang mọc xuống như thế này, thì khi chúng ta cắt mái rất là dễ và rất là dễ xài. Có nghĩa là chúng ta muốn xuống là nó xuống, hoặc chúng ta mất hất như thế này là nó sẽ hất ra như thế này. Và có những cái mái thì cái phần chân tóc như thế này nè, thì nó sẽ mọc ngược lên, là nó sẽ mọc ngược, nó có nghĩa là thay vì nó không mọc xuống mà lại mọc ngược đánh vòng ra thành chữ O vậy đó. Thì nó không đều ở cái chỗ là hai bên thì có thể là nó mọc ngược lên, còn cái phần trước thì nó lại mọc xuống. Thì nếu những ai bị vướng vào cái tình trạng mái này, rất là khó cắt mái. Tại vì khi chúng ta cắt thì cái phần ở giữa nó sẽ nằm xuống, còn cái phần hai bên thì nó sẽ mọc dựng lên. Đó là một trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, có những vị khách hai bên thì nó mọc xuống, nhưng cái phần ở giữa của cái phần mái giữa trán thì nó lại mọc ngược lên. Thì Hạnh còn gọi đó là xoáy ở cái phần trán. Tại vì khi phần trán của mình nó có một cái xoáy vòng thế này, thì khi xoáy nó sẽ mọc ngược lên như thế này, thì làm cho cái tóc mình nó có cái độ dựng lên. Đó. Thì những trường hợp như vậy rất là khó để được những cái mái xuống. Và nếu để được những cái mái xuống thì buộc chúng ta phải can thiệp vào hóa học thì nó mới xuống. Còn như chúng ta chỉ áp dụng bằng kỹ thuật cắt xoáy thì nó vẫn không thể nào mà hình dung ra được một cái mái được. Có thể là khi chúng ta cắt xong về nó sẽ giật lên, hoặc chúng ta ngủ, chúng ta vô tình chúng ta hất lên như thế này thì cái phần tóc nó sẽ hất lên luôn. Thì nó làm cho cái mái của chúng ta nó không có được cân đối, thì nó bị chỗ thì phồng lên quá, chỗ thì xuống quá. Nên đó cũng là một cái điều mà trăn trở, cũng như những phần khó của hầu như các bạn nữ bị mắc phải cái dạng mái như vậy. Và từ cái chỗ mà Hạnh biết được những cái tóc mái khó như vậy, thì Hạnh đã suy nghĩ và phân tích và đã có cách để mà chúng ta giải quyết. Và từ cái cách mà Hạnh đã giải quyết được rồi, Hạnh sẽ đem lên đây để Hạnh chia sẻ, chúng ta hiểu được thứ nhất bản thân của chúng ta là những cái mái có cái độ xoắn, để chúng ta hiểu được cách xử lý như thế nào. Và đây cũng là một phần kỹ thuật nhỏ trong cái phần xử lý cái phần mái đó. Thì đặc biệt đối với cái mái mà nó có cái xoáy, thì chúng ta chỉ xử lý cái phần nó có cái xoáy thôi, còn phần mà nó không bị ảnh hưởng thì chúng ta sẽ để tự nhiên. Chúng ta không được xử lý, tại vì nó có cái khó ở đây. Hạnh nói một cái ví dụ ha, Hạnh nói một cái ví dụ là hai bên đây nè, là cái xoáy nó mọc ngược.
À, còn cái phần trước cái xoáy nó mọc xuống thì nếu như Hạnh diễn tả như vậy thì những ai có cái mái xoáy ngược như vậy thì chắc chắc chắn các bạn sẽ hiểu. À, các bạn sẽ hiểu như bản thân Hạnh thì không bị ở cái mái như vậy thì đối với Hạnh thì cảm thấy bình thường. Còn Hạnh nghĩ là rất nhiều các bạn đang bị cái mái như vậy thì mình nghĩ là có rất là nhiều sự quan tâm và cái cách để chúng ta xử lý. À, sau khi mà chúng ta cắt tỉa ra một cái khung mái rồi thì cái việc tiếp theo của chúng ta là sẽ tìm và kẹp lại những cái phần không liên quan, tìm cái phần tóc xoáy và kẹp những cái phần tóc không bị xoáy. Ví dụ Hạnh đang nói cái ví dụ cái bài hồi nãy đi, hai bên là nó có cái xoáy mọc ngược lên, còn phần ở giữa thì nó lại không có cái xoáy, thì chúng ta sẽ kẹp giữ cái phần này lại. À, rồi những cái phần nào liên quan tới cái phần mà xoáy ngược thì chúng ta tách từng lớp đến khi nào hết cái phần xoáy thôi. Ví dụ cái phần xoáy nó chỉ là một cái phần nhỏ xíu ở đây thì chúng ta chỉ xử lý đúng phần đây, hoặc cái phần xoáy nó rộng ra tới đây, có nghĩa là cái phần này nó sẽ mọc ngược như thế này nè các bạn, đó, nó mọc ngược như vậy, cái mái nó mới xuống như thế này, đó, nó giống như vậy nè, đó, thì chúng ta lựa hết cái phần xoáy nó ra để riêng nó ra, còn phần nào không liên quan chúng ta kẹp giữ lại để chúng ta xử lý nó không bị ảnh hưởng bởi những cái phần tóc nó không liên quan. Và cách để chúng ta xử lý rất là đơn giản thì chúng ta lấy thuốc hóa học bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng thuốc uống nóng hoặc là thuốc uống xịt có nghĩa là thuốc dũi á. Chúng ta chỉ cần dít một chút xíu thôi và chúng ta dùng cái lược lược răng khít đây, anh có cái lược đây, có nghĩa là chúng ta có cái đường lược như thế này, lược răng thưa và lược răng khít là như thế này. Chúng ta dùng cái lược răng khít này để chúng ta chải, chúng ta dùng cái lược này để chúng ta lấy thuốc, chúng ta chỉ lấy thuốc ngay cái đầu lược thôi. Các bạn lưu ý cái phần lấy thuốc để xử lý đó các bạn cũng phải biết nữa. Nếu trước mặt các bạn không biết, các bạn quét thuốc nó không đúng cái vị trí của nó thì chúng ta dít một phần thuốc ở cái phần đầu lược như thế này đó, chúng ta chia từng lớp mỏng, chúng ta kéo căng xuống, chúng ta chấm đúng cái phần xoáy này xuống đúng không ạ, đó, chúng ta kéo căng cái sợi tóc ra, chúng ta chấm đúng cái phần quăng đó, chúng ta vừa kéo cho nó xẹp xuống, chúng ta vừa lấy thuốc để vào cái chân tóc và chúng ta dùng lược để chúng ta chải như thế này để cho cái phần thuốc nó phá vỡ cái gọi là sự liên kết của tóc, thì cái lúc đó để chúng ta bẻ nó đi theo cái chiều mà chúng ta mong muốn. Ví dụ như tóc nó mọc cứng lên, nó mọc ngược lên thế này thì cái liên kết của nó được nối nối lại với nhau. Còn khi chúng ta chấm cái phần thuốc hóa học vào, nó cắt đứt cái sự liên kết của sợi tóc của mình, thì lúc đó chúng ta bẻ nó như thế nào thì nó sẽ theo cái chiều như vậy. Vì vì nó cắt đứt rồi đúng không? Thì chúng ta để tầm tùy theo tóc nha. Tóc sợi mỏng thì chúng ta để tầm 5 phút, còn tóc sợi cứng to thì chúng ta để 10 phút hoặc 7 8 phút gì đó, chúng ta canh liên tục. Ở đây Hạnh chỉ cho một cái thời gian ví dụ thôi, còn buộc chúng ta phải canh đến lúc chúng ta cảm giác nó hơi mềm, có nghĩa là cái phần thuốc nó đã có cái sự mềm hóa rồi, chúng ta đi xả xả chúng ta sấy. À, chúng ta sấy, cái vấn đề sấy nó mới quan trọng. Cái sấy này đó nó vừa sấy khô mà nó lại vừa sấy bẻ cái nếp luôn, Hạnh gọi là bẻ cái nếp tóc. Ví dụ Hạnh muốn xuống thì Hạnh sẽ sấy với một cái số hơi ấm ấm một chút xíu, Hạnh sẽ vừa sấy mà vừa dùng cái bàn tay của mình kéo cái sợi tóc xuống như thế này, chúng ta kéo xuống như thế này thì chúng ta bẻ được. Hoặc có những cái tóc rất là cứng thì buộc chúng ta sẽ sử dụng những cái máy ép để chúng ta kẹp cho nó hơi xuống xuống một chút xíu, và chúng ta lưu ý không được để gãy ngọn, không được được gãy dấu ngấn. Chúng ta sẽ kẹp cho nó có độ xuống một chút xíu ha, chúng ta kẹp bẻ xuống rồi vẫn quay lại công tác bình thường
là dập định hình để cho nó xuống luôn. Thì lúc đó khi mà sau một quá trình chúng ta làm hai bước, bước thứ nhất cắt đứt sự liên kết để bẻ định hình cái tóc theo chiều của chúng ta mong muốn, cái thứ hai dập để liên kết lại những cái vảy sừng của sợi tóc, những biểu bì của sợi tóc, thì nó liên kết, nó sẽ định hình theo đúng cái form của chúng ta. Thì cái lúc đó cái tóc nó đang mọc dựng lên thì tự động nó sẽ bẻ theo một cái chiều xuống, nó là như vậy. Nên các bạn hiểu một điều, nó muốn thay đổi cái mái có cái xoáy như vậy thì ngoài kỹ thuật cắt, chúng ta cần phải có cái sự hỗ trợ của hóa học bằng cách áp dụng cái bài duỗi tóc qua để chấm cái phần xoáy cho nó nằm xuống theo cái mong muốn của mình. Đó, thì cái lúc đó cái mái tóc của người khách hàng nó sẽ đều, khi mà chấm được thì nó sẽ đều như thế này, nó sẽ đều, nó sẽ mọc xuống, nó không còn có bị phồng dựng lên nữa. Nhưng mà một thời gian sau thì Hạnh nghĩ rằng là nó sẽ mọc ra lại, thì buộc chúng ta phải làm liên tục nó như vậy. Nên là không quy định thời gian bao nhiêu tháng hoặc bao nhiêu lâu chúng ta làm lại, mà nó lại liên quan tới khi nào nó phồng quá thì chúng ta buộc chúng ta phải chấm nó xuống để cho nó xẹp xuống. Thì là mình mong rằng cái buổi chia sẻ này các bạn có cái máy xoáy ngược lên, các bạn hiểu được về cái tóc của mình, và các bạn tự sắp xếp thời gian hoặc là các bạn yêu cầu bằng cái cách mà chúng ta làm để cái người thợ cũng như bản thân mình nó có cái sự hài hòa, nó là như vậy. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái buổi chia sẻ của Hạnh ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người trong cái buổi chia sẻ.